Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video gói hàng. Mình sẽ đi từ những cái đơn nhỏ trước ha. Đầu tiên là bu của bạn Lan Vi và tổng của bạn là 10k. Thì mình sẽ để một chút rơm vào. Và video này mình cũng có hơi tua nhanh ý. Thì đây bạn đặt hai combo kem rất là xinh luôn. Tiếp thì bạn đặt thêm một cái squishy hộp hàng như thế này. Và đây là một cái bao bì mình kèm cho bạn. Và bạn đặt thêm một cái viên kẹo nữa. Ok, còn đây là phần extra của bạn, gồm một cái bịch như thế này, một cái tấm bill và một cái tấm tô màu nữa. Thì những cái phần extra của những bạn gần nhà và xa nhà nó sẽ khác nhau nha. Ok, bu của bạn đã xong. Tiếp theo cũng là bu của bạn Vi luôn, cũng tên Vi ấy. Thì đây, mình sẽ để một ít rơm vào và bạn đặt về sau nên là cũng không còn mấy mẫu handmade á. Thì mình bán cho bạn những cái mẫu squishy này của mình. Một cái bánh tam giác sô-cô-la, một cái em num num. Và bạn đặt thêm một cái macaron nữa. Trời ơi, khúc này kiểu tôi làm khí thế anh hùng xong rồi tôi quên bấm quay á mọi người. Đây, quên bấm quay và cái này là phần quà dành cho bạn nha. Ok, thì mình sẽ kèm cho bạn một cái bao bì to như thế này, một cái bịch extra và một cái tấm tô màu luôn. Mình chưa có ghi bill cho bạn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ để rơm lên bưu phẩm và đóng lại. Ok, bưu của bạn đã xong. Tiếp là bưu của bạn Chăm Lê, tổng của bạn với ship luôn là 70k và kênh YouTube của bạn là Meo Meo Day. Khi nào bạn ấy inboxing thì mình sẽ share lên tách cộng đồng cho các bạn xem nha. Thì bạn cũng ở khá là gần nhà mình ấy, mình có thể đi giao được nên mình lấy ship chỉ có 5k thôi. Và mình tặng cho bạn một cái bao bì, một cái phần S dành cho những bạn ở xa như thế này, washi tape, squishy với cả những cái đồ linh tinh nữa. Và mình tặng thêm cho bạn một cái squishy giấy như thế này. Thì đây, bạn đặt bên shop của mình một cái squishy hộp màu, một cái bịch ngũ cốc, một cái máy chơi game, một viên kẹo vị nho và một cái bánh kem nữa. Thì tiếp theo là squishy handmade. Thì bạn đặt một đậu hũ đen. Thì mình không có tính bán mấy em đậu hũ đâu, nhưng mà thôi bạn hỏi, với cả mình cũng đang còn tiền nên mình bán luôn. Bạn lấy thêm một cái đậu hũ xanh và một bé đậu hũ hồng nữa. Em này thì hơi dính những cái đen đen á, nhưng mà em này mình bán rẻ lắm nên bạn không có đòi hỏi với mình được. Thì đây, bạn đặt thêm ba cái màn thầu Sumiko nữa. Mấy bé này được nhiều bạn thích lắm luôn á. Ok, mình sẽ để rơm lên bưu phẩm cho bạn nha. Đây, để mình đóng lại nè. Trời ơi, lệch cái background luôn. Xong rồi nha. Mình sẽ dán băng keo vô cho bạn nữa. Ok, bưu tiếp theo là bưu của bạn đặt siêu nhanh. Thì bạn là người đặt đầu tiên luôn. Thì bạn lấy hết 3 bé super jumbo pancake bên shop của mình luôn á. Thì bạn đã cọc hết cho mình rồi. Vì bạn đặt rất là nhanh và cũng nhiều nữa nên mình tặng cho bạn một bé xoài, một cái bịch extra như thế này. Vì bạn ở tận Đà Lạt á, nên là mình sẽ gom gói kỹ hơn nha. Và cái thùng này siêu cứng nên bạn cứ yên tâm. Và đây mình sẽ để hàng rồi cho bạn. Quà của bạn nè. Mình để thêm một cái tấm lót như thế này nữa. Rồi mình sẽ đóng lại tầm thứ 7 hoặc là thứ 2 mình sẽ giao đơn của bạn nha. Ok, đây là bu của bạn đặt siêu nhiều luôn. Thì bạn đặt một cái màn thầu gấu. Bạn này thì giấu tên nha. Hai cái bé mặt cuốn. Tiếp thì bạn đặt thêm một em đậu hũ, một bé cốc mèo, một cái màn thầu Momo Cookie, một cái máy không, một cái squishy giấy như thế này, một cái đậu hũ mình đã sale rồi nên mình sẽ không tặng cái mặt khỉ cho bạn nha.
Thì đây bạn đặt thêm một cái em gấu hồng như thế này nữa. Và cuối cùng là một cái cốc kem siêu đã. Tiếp là phần extra của bạn thì gồm bao bì nè, một cái tấm biêu, một cái bịch keo sữa, coi vậy chứ nhiều lắm nha, và một cái hộp quà bí ẩn, một cái bịch extra. Bạn ở gần á, nhưng mà thôi bạn mua nhiều nên là mình lấy cái bịch extra đó cho bạn luôn. Ok, video của bạn đã xong và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và cũng đã ủng hộ cho mình. Bye bye.